chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Chào tất cả mọi người nhé. Đấy các bạn ơi, hôm nay thì mình tiếp tục có một thử thách nữa dành cho bài Diên các bạn nhé. Hiện tại trước mặt là có 10 đĩa sườn xào các bạn với 5 bát cơm và một tô canh. Thì hiện tại thì nếu mà bà Diên bán hết được chỗ này thì mình sẽ có giải thưởng 3 triệu đồng các bạn nhé. Và đặc biệt là bà Diên sẽ phải ăn trong vòng 20 phút các bạn ạ. Các bạn nếu mà thấy hay thì mọi người nhớ like mình, chia sẻ, đăng ký kênh giúp mình các bạn nhé. Rồi, bà Diên sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn rồi. Rồi, 10 đĩa sườn xào với 5 bát cơm chuẩn bị nhá. Vâng. Mọi người cùng chờ đoán nhé mọi người nhá. Rồi, chuẩn bị. Bắt đầu. Rồi, thời gian bắt đầu tính. Đây, cái này là ăn cơm thì 5 bát thì đã đủ no rồi các bạn nhé. Giờ mình ăn 1-2-3 bát đã đủ no rồi. Đúng rồi. Cái này ăn hẳn 5 bát cơm với 10 bát thì thank you.
Hiện tại được 5 phút bà đã hết gần 4 đĩa với 3 bát cơm các bạn. Rất là nhanh luôn. Cái này thì khó tốc lộ các bạn. Ăn hôm nay là không kịp thời gian này. Không hoàn thành nha các bạn nhé.
Rồi 8 phút nữa cho 3 mía sườn xào các bạn nhé. Liệu có kịp không? Mọi người cùng cầu bố cho vào riêng nhé. Phút nữa có lên tốc độ hơi nuối rồi các bạn nhé, vì no các bạn cân bằng có ăn hết hay không. Số lượng quá nhiều. Rồi, mía cuối cùng này.
3 phút nữa dành cho một đĩa các bạn nhé. Rồi cố lên nào. Quá là hồi hộp luôn các bạn. Rồi. Vậy là 19 phút các bạn nha. Đây. 18, 19. Rồi. Rồi đúng 19 phút thì bảo diện đã hoàn thành à, phần thi ăn 10 đĩa sơn sao với 5 bát cơm các bạn. Quá tuyệt vời rồi. Mình cứ tưởng sẽ không kịp các bạn nha. Nhưng cuối cùng vẫn kịp. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Nếu mà mọi người thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình các bạn nha. Thật sự là quá gay cấn luôn các bạn. Mình ở ngoài mình tắt hết mồm rồi. Quá càng rồi. Rồi, video của mình thì cũng đến đây thôi các bạn. Phần thưởng thì mình tí. Hôm nay thì mình lại không có tiền mặt, tí mình sẽ chuyển khoản cho bà Diên sau các bạn. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Xin chào mọi người nhé. Mọi người muốn ăn bà Diên ăn video, muốn ăn món gì, mọi người cứ lại gọi phía dưới mọi người nhé. Rồi, xin chào mọi người.